Chào quý các bạn, trên tay mình đây là pin của điện thoại OnePlus 3 đang được chờ thay mới tại Di động Cao cấp .vn. Di động Cao cấp .vn có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết về cách thay pin cho điện thoại OnePlus 3, hướng dẫn chi tiết về các cái lỗi sự cố liên quan phần pin của điện thoại OnePlus 3 đang thực hiện tại Di động Cao cấp .vn. Thì ở video này, Di động Cao cấp .vn chỉ giải thích thêm một số những thắc mắc của quý vị các bạn liên quan đến pin của OnePlus 3, như pin của OnePlus 3 thông thường dùng được bao lâu thì tùy theo từng trường hợp thôi. Đó, các bạn dùng thì các bạn mới đánh giá được chính xác, nhưng thông thường nó khoảng một ngày đến ngày rưỡi với điều kiện dùng bình thường. Còn một số những khách hàng thắc mắc là thay pin cho điện thoại OnePlus 3 thì bao lâu thì xong, thì pin có sẵn các bạn chỉ đến là có thể thay được luôn. Đối với khách hàng ở xa thì muốn chuyển pin OnePlus 3 đến tận nơi có được không? Thì được, các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của các bạn chỉ cần đặt hàng tại website di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ chuyển pin đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thời gian bảo hành pin sau thay thì có được bảo hành không? Thì chúng tôi tất cả các loại pin chứ không riêng gì pin OnePlus 3 thay mới tại di động cao cấp.vn luôn được bảo hành. Vì các bạn chỉ cần giữ được phiếu bảo hành có thể bảo hành được pin.